Lão Dương nói thế nhưng ở dưới mực nước sâu đến thế này, có mà chạy thoát đằng trời. Tôi quấy nước mấy cái, đến khi quay đầu nhìn lại, vệt nước hình tam giác kia đã lao vọt về phía tôi nhanh như điện xẹt khiến mặt nước dành lên một làn sóng đục ngầu. Tôi vội vã buộc chặt đèn pin vào cổ tay, rút con dao găm vẫn dắt nơi thắt lưng rồi trưng dụng luôn cả chiếc ba lô đang đeo trên lưng thành khiên. Trong lúc cuống cuồng tôi vẫn không ngừng gọi Lão Dương ứng cứu, có điều gã này thoát cái đã một đường bơi thẳng ra ngoài đến hơn 10 mét tôi ngấm ngầm lôi cả mấy người đời tổ tông nhà hắn ra nguyền rùa. Thứ quái vật phía sau đương nhiên không thèm chừa ra dây nào cho tôi nhẩn nha suy nghĩ, nháy mắt đã đâm bổ đến trước mặt. Tôi chùn người xuống một chút, chuẩn bị sẵn tinh thần lãnh một cú đánh của quái vật. Vệt nước hình tam giác chỉ còn cách tôi chừng 3 mét, không ngờ trên mặt nước lại đột một xuất hiện một đợt sóng, vệt nước thoáng cái đã biến mất tăm. Nói thì chậm nhưng thực ra mọi việc chỉ trong vài khắc. Chưa kịp hoàn hồn, phía trước mắt tôi một đám bọt nước trượt nổ tung tóe đồng thời trên ngực chịu một luồng lực mạnh kinh khủng. Lần này thực sự nhanh đến mức không kịp trở tay. Tôi còn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã sặc lên mũi một ngụm nước hôi thối, tối tăm cả mặt mũi. Luồng lực này không những dìm tôi chìm nhìm vào trong nước mà còn đẩy ngược tôi lại cả chục mét. Khi lặn xuống nước tôi không hề lấy hơi, giờ đã thiếu khí lắm rồi, nói là sức cùng lực kiệt cũng không ngoa cứ đà này bị ép xuống không thở được kiểu gì cũng đi đời nhà ma. Cùng đường, tôi nghiến răng, dao găm nãy giờ vẫn lăm lăm trong tay khô lung tung một hồi bỗng thấy chấn động, không biết đã đâm chung chỗ nào trên người nó. Quái vật bị đau quằn quại liên hồi trong nước, quật tôi văng ra đập đầu vào vách một cú mạnh đến choáng váng. Nhưng nhát dao này xem ra đã cứu tôi một mạng, luồng lực kia biến mất, ngược tôi cũng được thả lòng. Tôi biết nó đã nhả ra, Vội vàng giấy ruộng nhô đầu lên khỏi mặt nước hít lấy hít để không khí vào phổi rồi sờ sờ chiếc ba lô. Mẹ kiếp, không những rách toạc một nửa mà các thứ bên trong hầu như cũng rơi rất sạch sẽ. May mà tôi chắn ba lô trước ngực không thì đã ra người thiên cổ từ lâu rồi. Thứ quái vật này cắn khiếp thật. Tứ phía đều tối tăm mờ mịt, chỉ thấy luồng sáng dọi thẳng từ phía sau của chiếc đèn pin trên tay lão dương. Nhưng ánh sáng mỏng manh đó đã chiếu không ra hình thù gì thì chớ gặp nước lại phản quang càng khiến tầm nhìn tôi bị ảnh hưởng. Tôi thở hổn hển một hồi, đầu óc dần tỉnh táo trở lại, lúc đó mới phát hiện ra dao găm đã không cánh mà bay, không biết trong biến cố vừa rồi đã rớt xuống nước hay là vẫn cắm trên người nó chưa rút ra. Tôi rên thầm trong lòng, giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, ba lô cũng không được tích sự gì nữa rồi. Nếu quái vật lại đấp cho một miếng có khi bao nhiêu ruột gan đều lòi ra mất. Tôi bèn nép sát người vào vách đá, chỗ này rất hẹp, cứ dán mình vào một bên như thế muốn cắn tôi cũng chẳng dễ dàng gì đâu sau trận vật lộn kịch liệt vừa rồi tôi mơ hồ cảm thấy đó là một con cá khổng lồ nhưng trong mỏ quặng kín mít này làm sao lại có cá được hơn nữa kích thước lại to lớn bất thường điều này thoạt nghĩ đã thấy không hợp tình hợp lý mà cho dù có thật nó ăn gì mà sống chẳng lẽ gặm đá tảng từ phía sau lão dương đã chạy tới vừa nhìn thấy tôi đã gọi to cậu không sao chứ tay chân có sứt mẻ miếng nào không tôi vội vàng cản hắn lại rồi ấn hắn dính luôn vào vách đá thì thầm đừng ra đây thứ đó vẫn ở gần lắm hắn nghễnh ngáng không nghe được tôi nói gì còn hỏi không sao hả vừa rồi tớ đánh động muốn thu hút sự chú ý của nó không ngờ nó lại không thèm nói chưa dứt lời người hắn đột nhiên nghiêng hẳn đi thoát cái đã bị lôi ngã lộn xuống nước bọt nước văng tứ tung một cái đuôi cá to tướng quấy vùng lên khỏi mặt nước hắt cả vào mặt tôi. Gai to rồi, không hiểu lão Dương bị cắn vào chỗ nào, nếu chúng người thì đúng là nguy hiểm, dù Diêm Vương tha mạng thì bét cũng phải tàn phế. Tôi sờ khắp cả người mà chẳng lần ra được một tấc sắt, sau cùng chỉ moi ra được một con dao mở hộp quân dụng. Chất thép rất tốt, của đáng tội con dao lại ngắn ngủn, đâm cả trăm nhát chưa chắc đã giết nổi một người. Nhưng hiện giờ cũng không phải lúc đứng ca cầm, Tôi hét lớn một tiếng rồi liều mình phi thân vào trong nước, bơi về hướng lão Dương. Trận hỗn chiến dưới nước đang hồi quyết liệt, tôi chẳng nhìn thấy gì chỉ còn nước sờ soạng. Mới sờ được vài cái, mặt lại bị cái đuôi cá khổng lồ quật vào. Tôi bị một cú đập đến thất điên bát đảo, thân thể lộn mất mấy vòng, cổ như gãy rời ra rồi. Lòng bàn tay tôi nóng bừng lên, gấp rút cắn chặt răng lao vọt lại. Trong lúc rối ren tôi ôm bừa lấy thứ quái vật nọ, cảm thấy như bị trượt đi trên lớp da chân tuột toàn vảy. Tôi thầm nhủ góc cần biết chỗ nào, cứ giơ dao lên đâm bừa một nhát. Tuy là dao mở hộp nhưng lưỡi thép ngang lại vô cùng sắc bén. Con quái vật bị thương vặn vẹo điên cuồng, tôi không ôm nổi nữa, bị hất lên mặt nước. Nhưng lần này đã có kinh nghiệm, tôi nghiến răng nghiến lợi giữ chặt lấy chuôi dao. Lưỡi dao vẫn móc trong cơ thể quái vật, chỉ cần nó cố thoát thân, vết thương trên người nó sẽ càng bị rạch toác ra lúc tôi thò đầu lên khỏi mặt nước máu tươi đã nhuộm đỏ lòng cả một vùng nước vốn xanh biếc hai thứ màu xanh đỏ hòa vào nhau trông thật tởm lợm tôi giơ tay lên nhìn liền nhận ra con dao mở hộp đã gấp lại từ bao giờ lưỡi dao khi gấp quay ngược cắt một đường vào ngón tay đã ngâm lâu dưới nước đến trắng bệch của tôi có lẽ vừa rồi tôi đã quá tập trung tinh thần vào trận chiến mà không hề phát hiện nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều như vậy tôi vừa lấy lại chút bình tĩnh lội một bước về phía trước thình lình từ dưới nước nhô lên một cái đầu cá khổng lồ, chỉ kịp nhìn thấy một khoang miệng đầy răng nhọn lởm chởm đâm bổ đến muốn táp vào đầu tôi. Trong lúc nguy cấp, tôi vội vàng ngửa người ra sau, con cá đang đà trồm vào, tôi lập tức bị dìm sâu xuống nước. Tôi dẫy giụa kịch liệt cốt tìm lấy một điểm tựa mà bám vào, chợt một người nắm lấy tay tôi, dồn sức lôi lên khỏi nước. Tôi ngẩng đầu, hóa ra là lão Dương, người ngợm máu me be bét đang thở khò khè. Sao rồi? Tôi vội hỏi, cậu bị cắn vào đâu? Hắn nhấc dưới nước lên nửa cái ba lô, nở nụ cười méo xịch. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vì trong này quá chật trội, con cá có muốn tấn công chúng tôi cũng chỉ có thể tấn công vào phần ngực. Đúng là trong cái rủi có cái may. Con cá rõ ràng rất đau đớn, không ngừng quằn quại khiến dòng nước trở nên đục ngầu, thỉnh thoảng lại va phải vách đá. Chúng tôi vẫn đề phòng, có điều không lâu sau, cái bụng của nó đã nổi lềnh phình mà phơi lên trời, hai vây vẫn hơi run rẩy nhưng xem ra chẳng còn sống được bao lâu. Tôi kiên nhẫn chờ thêm một lúc, thấy nó đã cứng đơ rồi mới đánh bạo bơi tới. Con cá ít nhất cũng phải dài đến 2 mét dưới, đầu to tướng, khoang miệng mở ra phải lớn bằng cái chậu rửa mặt, bên trong toàn răng nhọn có móc. Điều kỳ quái là trên gáy nó còn có hoa văn nhìn rất lạ mắt cùng một con dao găm không chui cắm ở đó, không biết là do lão dương hay tôi đâm vào. Tôi lập tức nhận ra, đây là một con cá hưu sô một giống cá nước ngọt vô cùng tàn bạo. Nếu đúng là loại này thì con cá vẫn còn nhỏ chán. Lạ ở chỗ, giống cá đó chỉ ưa sống ở vùng nước lạnh, làm sao lại đến được nơi này và chui vào tận đây? Còn đang ngờ vực chợt nghe lão Dương kêu: "Nhìn xem, đằng kia có bậc thang." Sau trận ác chiến vừa rồi, dường như con cá đã dẫn chúng tôi đi rất xa, xem chừng đã vào rất sâu trong thạch động. Tôi quay đầu lại, thấy ngay bên cạnh có mấy bậc thang nhô ra khỏi mặt nước dẫn lên một khoảnh đất trống bằng phẳng, lìa đèn pin qua còn có thể nhìn thấy vài bức bích họa. Chúng tôi vừa rét run vừa ngứa ngáy toàn thân, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nghỉ ngơi cho hồi sức. Cả hai bàn bạc một lúc rồi quyết định tìm một chỗ khô giáo từ từ xử lý mấy vết thương. Lão Dương đã lạnh cóng kinh khủng, không nói năng gì nữa, lẳng lặng tóm lấy quai hàm con cá mà lôi vào trong. Tôi lấy làm lạ, hỏi hắn mang con cá này đi làm gì. Hắn đáp, bỏ trang bị ra rồi nhét nó vào trong túi cậu không biết thứ này sẽ giúp chúng ta phát tài thế nào đâu kiểu gì tôi cũng phải mang nó ra bằng được tôi nghe xong chỉ còn biết lắc đầu ngăn hắn cũng không xong đành phải giúp hắn một tay đẩy con cá về phía trước những bậc thang thẳng tắp tôi leo dần lên phía trên là một gian phòng đá chất đầy gỗ ngoài ra còn có một con đường đá thông đến nơi khác bên trong tối đen như mực nhưng cũng khá rộng rãi có lẽ là nơi tạm chứa đất đá phế thải gỗ bên trong đã có phần mục xuống bích họa trên bốn vách tường cũng rất đơn giản hơn nữa còn có khuynh hướng trừu tượng người tôi đang khó chịu chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nghía chúng tôi cởi hết quần áo lấy vài thanh gỗ mục nhóm lên một đống lửa để hong khô quần áo lão dương chưa gì đã vội vàng rút đồ ra mổ bụng con cá vừa mổ vừa bảo tôi con cá này to như thế vứt đi đúng là phí của rơi. chúng ta lóc thử vài miếng thịt ra ăn thử xem mùi vị thế nào tôi lấy từ trong nửa cái túi của lão dương ra một ít thuốc đầu tiên khử trùng ngón tay sau đó mới cẩn thận băng kín lại nói cậu đi mà ăn nước bẩn như nước cống con cá thì không rõ lai lịch nó ăn gì uống gì cũng không biết tớ chẳng dám liều mạng lão dương lúc đó đã cắt dạ dày con cá cắt một nhát mở phanh cả cái dạ dày một mùi tanh tươi sộc lên khiến tôi ngạt thở suýt chết kìm không được tính tò mò phải ngó một cái bên trong dạ dày con cá chảy ào ra những thứ thập cẩm đã nát như cùng một khối tròn tròn lăn vài vòng đến trước mặt tôi tôi vừa nhìn thấy đã a à, lên một tiếng không ngờ đó lại là một cái đầu người từ lúc chúng tôi vào núi đến giờ trừ phần thịt rừng ông già dẫn đường đưa cho ra thức ăn của chúng tôi toàn là lương khô khó nuốt mà mớ thịt rừng còn chưa ăn được miếng nào đã bị đám khỉ phá hỏng bây giờ vẫn còn thèm thuồng lúc lão Dương nhắc đến cá tôi dù ngoài miệng nói thôi thực ra trong lòng đã bắt đầu nôn nao, lại còn tưởng tượng lại cảnh được ăn lẩu đầu cá trên biển lần trước. Nhưng nhát dao chết tiệt này đã làm tan nát mộng đẹp của tôi. Tôi thấy hình ảnh cái đầu máu me be bét dính đầy dịch tiêu hóa kia trôi nổi giữa nồi lẩu đầu cá trong mộng, một cảm giác buôn nôn sông thẳng lên cổ họng, gần như muốn phun luôn ra ngoài. Lão Dương ngày thường cũng gan lì, nói đến người chết, hắn dù chưa gặp đến ngàn người thì ít ra cũng được 800, nhưng thấy tình cảnh như vậy cũng tái mặt, nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại được. Cô nén ghê tởm, tôi dùng dao gam xoay ngược cái đầu lại, chỉ thấy lớp da trên mặt đã có dấu hiệu thối giữa, nhưng cái đầu hầu như vẫn còn tương đối nguyên vẹt hẳn là mới bị nuốt cách đây không lâu, lúc con cá ăn cái đầu này chắc là có nhai vài cái khiến nó hơi bị biến dạng, tình trạng khuôn mặt hầu như không thể diễn tả bằng lời, cũng chẳng thể đoán ra được rốt cuộc là ai. Người này vào bụng cá chưa được bao lâu, có thể nói là hắn chỉ vừa mới chết gần đây thôi. Tôi một tay che mũi, một tay dùng dao găm gạt những thứ chảy ra từ bụng cá sang hai bên, muốn xem thử những bộ phận khác của người này ở đâu. Rất nhanh tôi đã tìm được bàn tay và một khối thịt, cũng đã bị ăn mòn ít nhiều, không cách nào đoán ra được thân phận quê quán của người này. Tôi tiếp tục gạt thêm vài thứ nữa, liền tìm được hành lý của chúng tôi bị nó nuốt vào, đồ đạc bên trong bị lẫn cùng với đủ thứ bẩn thỉu trong bụng cá, trừ những thứ không thể vứt đi, tất cả còn lại đều bị ném sang một bên không thương tiếc. Lương khô tuy được cẩn thận bọc kín trong bao ni lông, nhưng tôi thật sự không thể nào thuyết phục bản thân ăn cho nổi. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy giữa đống nhầy nhụa có thứ gì đó màu đen, tôi còn chưa kịp lôi hết nó ra, lão Dương đã la lên. Khỉ chứ, là phách tử liêu. Tôi không biết phách tử liêu là cái quái gì nên cho rằng đó lại là tiếng lóng hắn học được từ trong tù, bèn rút ra xem thử, hóa ra là một khẩu súng ngắn tự chế, loại súng này đã lỗi thời lắm rồi nó thực ra chính là súng săn đem cưa ngắn hai nòng rồi sửa phần báng súng thành kiểu của súng lục với hai nòng súng có thể bắn được hai lần nhưng không tự đẩy vỏ đạn ra được cần phải lấy vỏ đạn ra mới lắp được đạn mới vào cho nên súng này đem ra đối phó với những con thú nhỏ không có khả năng tấn công thì còn được chứ gặp phải những con thú cỡ lớn một phát mà không hạ gục được nó chờ cho anh nạp xong đạn để bắn phát thứ hai thì cổ đã bị cắn đứt rồi mặt khác khẩu súng này ở cự ly gần có uy lực khủng khiếp nhưng vượt quá cự ly 20 mét thì đến chó cũng bắn không chết, thật ra thì không thể nào đem ra so sánh với súng lục chính thống được. Tôi rút khẩu súng ra, trà sát lên mặt đất cho sạch hết những thứ dính trên đó rồi mới cầm lại xem. Mở nòng súng ra kiểm tra thì thấy bên trong có hai viên đạn, dưới báng súng có gắn một hộp đạn bằng sắt, bên trong có 8 viên, 4 xanh 4 đỏ, không biết là loại đạn gì. Có khả năng người này đến đây săn trộm, vô tình phát hiện ra động này nên muốn vào xem thử, kết quả là làm mồi cho cá. Khẩu súng này có thể là do lúc cá ăn thịt người thì nuốt vào theo, đúng thật là xui xẻo, ai mà ngờ cho được trong này lại có con cá ăn thịt người lớn đến vậy. Súng là thứ tốt, vào lúc khẩn cấp có thể dùng để phòng thân, có điều đạn quá ít ỏi. Lão Dương sau khi đã moi ra hết trang bị của chúng tôi lại chọc ngoáy trong bụng cá một hồi nữa nhưng cũng chẳng tìm ra thêm được gì. Tôi nhìn cơ thể con cá Thấy ngoại trừ những vết thương do hai người bọn tôi gây ra còn có một vài vết đạn nhỏ, nghĩa là con cá này đã bị thương trước khi tấn công chúng tôi, chẳng qua nó chỉ trúng đạn ghém, lực sát thương quá nhỏ không thể gây cho nó vết thương chí mạng. Lão Dương thấy con cá kỳ lạ, bèn hỏi tôi, Lão Ngô, cậu nói xem ở chỗ này sao lại có cá ăn thịt người, hay là do có người nuôi nó ở trong này? Tôi nói với hắn, không phải đâu, tôi thấy dưới mặt nước trong thạch đạo này còn có dòng chảy khắc nối liền với mạch nước ngầm ở gần đây mà mạch nước ngầm vùng này thường hợp với sông Gia Lăng, con cá này hẳn là từ ngoài sông bơi vào đây." Lão Dương nói. "Không đúng, mấy ngàn năm trước làm gì có thiết bị lặn, bọn họ làm cách nào mà đào đường ngầm dưới nước được?" Tôi thấy lão Dương rất có hứng thú với chuyện này, bèn giải thích. "Đây không phải là đào nên, tôi đoán là được hình thành từ sự biến đổi nào đó thôi." Hồi còn học kiến trúc tôi có có môn cơ học tự nhiên dạy về kết cấu địa chất. Trong đó có nhắc đến do vận động tạo sơn vào đại thái cổ liên đại thái cổ Akin, Akian, Akiazoic, Akiazoic. Là một liên đại địa chất diễn ra trước liên đại nguyên sinh Proterozoic kết thúc vào khoảng 2.500 triệu năm trước, bên trong các loại loại núi đá nham thạch thường xuất hiện các khoảng rỗng, gọi là nham mạch. Nếu nham mạch núi liền với khe núi, rất có khả năng tồn tại cả một hệ thống dòng chảy ngay trong lòng núi. Trong trường hợp đào hầm mỏ, nếu đào đến những chỗ đó thì có thể gặp phải sự cố nghiêm trọng, nhẹ thì phải bỏ một vài đoạn đường hầm còn nặng thì tất cả bị nước dìm sạch chỗ này là động khai thác đá thường không được bố trí đường hầm thoát nước bị nhấn chìm như thế này có thể cũng là do gặp phải sự cố như vậy nhưng mà từ đó chúng tôi có thể suy ra được quy mô của động khai thác đá có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi đã thấy chẳng qua là vì bị ngập cả dưới nước nên có nhìn cũng chẳng thấy được bao nhiêu dùng đến nhiều đá như vậy xem ra quy mô của cổ mộ chúng tôi đang tìm không thể nào là nhỏ được. Chúng tôi đẩy cả xác cá lẫn đầu người vào trong nước, nhưng cái mùi kia quả thật là chịu không nổi, cả hai nghỉ ngơi không bao lâu, thấy quần áo đã tạm khô, chúng tôi chỉnh trang quần áo lại lần nữa, đem toàn bộ những thứ cần thiết cất vào trong túi rồi vội vàng xuất phát. Lão Dương mở đèn pin dẫn đường phía trước, hai người một trước một sau đi sâu vào thạch đạo. Bên trong cũng tối đen như mực, tượng người, động vật bằng đá nằm ngổn ngang trên đường, vách tường hai bên gồ ghề, vết nứt dày đặc, có đôi lúc còn có thể thấy phủ điêu chạm khắc đá chưa được hoàn thành. Mấy thứ này cái nào cái nấy đều rất lớn, tôi không khỏi thắc mắc những khối đá ở đây được vận chuyển đến cổ mộ như thế nào. Dựa theo những tài liệu mà ông Tề đưa cho tôi, lãnh thổ của xa quốc cũng không lớn, phần lớn là miền núi, sống chủ yếu dựa vào săn bắn, lực lượng sản xuất tương đối lạc hậu, hẳn là không có khả năng vận chuyển đá đến nơi xa xôi được để thuận lợi cho việc vận chuyển, cổ mộ hẳn là ở khá gần nơi này. Cái động vừa nãy chúng tôi vào là do kẻ trộm mộ phá đá tạo thành, vậy có thể nói cửa ra của thạch động này hẳn là ở bên kia, chẳng lẽ chỉ đi qua một đoạn như vậy là đã tới được cửa vào lăng mộ. Tuy nhiên cũng có không ít người vì che giấu vị trí mộ mà cố ý chuẩn bị vật liệu ở rất xa, nếu thật vậy thì chúng tôi cũng không thể chắc chắn được bao nhiêu. Chúng tôi đi sâu vào trong khoảng chừng nửa giờ, bốn bề tối đen như mực, đèn trong tay lão Dương đã gần hết pin, bắt đầu mập mờ, tôi cũng đã cảm thấy mệt liền bảo hắn dừng lại thay pin, sẵn tiện làm điếu thuốc cho lên tinh thần. Chúng tôi ngồi bệt trên mặt đất, đèn pin để ngay bên cạnh chiếu vào mấy bức tượng người giống hệt như thật. Lão Dương liền hỏi tôi, mấy bức tượng này, mỗi cái đều được điêu khắc giống hệt như thật, nhìn sợ chết được, cậu nói đây là thuộc triều đại nào? Sao mà đến một điểm đầu mối tôi cũng không thấy? Tôi cũng chẳng hiểu gì như hắn, Lịch sử ngành điêu khắc của Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa và được lưu truyền rộng rãi, từng có một khoảng thời gian dài dung hòa với kho tàng văn hóa của Ấn Độ cổ đại, nhưng chủ yếu là lấy thủ pháp tả thực để thể hiện lên tác phẩm. Trong trí nhớ của tôi, thủ pháp này đã từng xuất hiện một lần, đó chính là tượng binh mã trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thế nhưng tượng đá ở đây hoàn toàn không giống với tượng binh mã, thật sự là rất khác biệt. Hơn nữa trên người những tượng đá này đều có đặc điểm nổi bật là hoa văn rắn hai thân nhất định là thuộc phạm vi văn hóa của xá tộc cổ đại, cho dù đường hầm này có thuộc về cổ mộ chúng tôi muốn đến hay không thì hiện giờ chúng tôi cũng đã tiến vào lãnh thổ của xá quốc cổ đại, tuyệt đối không sai. Lão Dương nói nhiều kinh khủng, vừa hút thuốc vừa hỏi này hỏi nọ, tôi bị hỏi tối tăm mặt mũi, bèn bảo hắn đừng có cái gì cũng đẻ đầu tôi mà hỏi, tôi cũng đâu phải là dân khảo cổ, chúng tôi cứ việc lấy đồ rồi biến, còn nghiên cứu nọ kia thì cứ để cho mấy ông giáo sư già đi mà làm. Sau khi thay pin, Vừa đi được mấy bước liền thấy phía trước có ánh sáng phản xạ lại, quả nhiên đằng trước là một mặt thạch bích, cuối thạch đạo là một căn phòng đá cỡ vừa, bên trong có không ít tượng người đá không đầu vỡ vụn nằm ngổn ngang, bốn phía có đèn đá, giữa phòng có đặt một cỗ quan tài bằng đá. Quan tài rất lớn, trên nắp quan có khắc hình rắn hai thân, hai thân rắn chia ra quấn chặt hai bên quan tài, nét điêu khắc vô cùng tinh tế, nhưng phần đuôi rắn rõ ràng vẫn chưa được hoàn thành, chỉ mới khắc ra vài nét cơ bản sơ sai chiếu đèn pin lên thì thấy loại đá làm quan tài hiện lên một màu trắng hơi mở giống như mỡ đặc, nắp quan không được đậy khít, để lộ ra một khe hở khoảng bằng cánh tay. Quan tài được đặt trên quan sàng, xung quanh không còn có bất cứ thứ gì. Xem ra đây là một quan tài bồi táng, có thể là thừa ra sau khi nhập liệp, hoặc là chuẩn bị để dự phòng rồi vứt luôn trong này. Nhưng sao thạch đạo dài như vậy lại chỉ thông đến nơi này, tôi thấy buồn bực vô kể, không thể như vậy được, chỗ này rõ ràng là nơi vứt sản phẩm không hoàn thiện, không hề có lối ra, hai đầu thạch đạo này đều bị chặn, chẳng lẽ đường vận chuyển đá chính là dòng chảy sâu dưới mặt nước chỗ chúng tôi đi qua ban nãy? Hoặc cũng có thể trong căn phòng đá này có lối đi bí mật. Nếu cửa vào ở dưới nước thì không ổn tí nào, tôi thầm nghĩ như vậy. Trong căn phòng đá này không có thứ gì là không kỳ quái cả, tôi với Lão Dương xem xét xung quanh hết một lượt, cuối cùng chạy đến bên quan tài đá lão dương lần đầu tiên thấy quan tài rất háo hức đi vòng quanh hai vòng mới hỏi tôi trong này có bánh tông không tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời không có đâu trước giờ chưa từng nghe nói đến chuyện nhập liệm rồi lại tiếp tục điêu khắc quan tài đây là quan tài rỗng lão dương nhìn qua khe hở của quan tài còn dọi đèn pin vào bên trong nói nhưng hình như có thứ gì đó được đặt trong này không tin cậu cứ lại đây mà xem tôi đi đến bên cạnh hắn vừa nhìn sơ qua, quả nhiên qua khe hở của quan tài, tôi nhìn thấy một bóng đen nằm bên trong, nhưng đó là gì thì hoàn toàn không thể nhìn ra được. Lão Dương thổi sạch lớp bụi trên nắp quan tài, gõ gõ vài cái, định đưa đèn pin vào trong khe hở để soi cho rõ, nhưng cái đèn pin chúng tôi mua có phần đầu quá lớn, thử cả nửa ngày cũng không nhét vào được, hắn hỏi: "Có muốn mở ra xem một chút không?" Tôi cảm thấy có chút bất thường, trước đây mỗi lần mở quan tài luôn có người ở bên cạnh mà mấy người đó toàn là dân kỳ cựu, bây giờ chỉ có một mình tôi, đến một chút tự tin cũng không có nổi, tôi lắc đầu. Chuyện này có vẻ không bình thường, tôi có cảm giác không hay, đừng tùy tiện mở nó ra. Còn chưa dứt lời, lão Dương bỗng nhiên rụt tay lại lui về sau mấy bước, ngã bệt xuống đất, đèn pin văng khỏi tay lăn ra xa. Tôi bị hắn làm cho giật mình, vừa định hỏi hắn có chuyện gì, tay đột nhiên lạnh ngắt. Tôi cúi xuống nhìn, chỉ thấy một bàn tay khô trắng bệch chẳng biết từ khi nào đã vươn ra khỏi khe hở của quan tài, nắm chặt cổ tay tôi. Ra đầu tôi nhất thời tê dại, toàn thân sởn gai ốc, liều mạng rút tay về như thể phát điên. Nhưng bàn tay khô kia mạnh kinh khủng, tôi không những không rút được tay ra, trái lại còn bị nó kéo thẳng vào trong quan tài. Tôi hoảng sợ đến độ gần như mất hết lý trí, trong cơn hỗn loạn vội móc ra khẩu phách tử liêu, muốn dùng nó đánh gãy cánh tay kia nhưng chưa kịp chờ tôi ra tay thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ẩu đả cổ tay cầm súng của tôi bị tóm chặt lấy lúc đó tôi không biết cái gì đang giữ chặt tay mình vừa hét lên vừa dãy giụa không hiểu vì sao lại dãy bàn tay khô kia ra liền đạp chân lên nắp quan tài đẩy cả thứ đằng sau mình ngã nhào xuống mặt đất hai người ngã lăn vài vòng trên đất tôi vừa biết kẻ tập kích mình là con người liền can đảm hơn hẳn xoay người bật dậy vung tay chuẩn bị bóp cò nhưng tôi còn chưa kịp thấy rõ người phía trước rốt cuộc là ai thì đột nhiên nghe thấy phạch một tiếng, không biết một luồng gió từ đâu ảo tới đập mạnh một cú vào sau gáy, mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa đã mê man bất tỉnh. Tôi bị đánh ngã xuống đất, lập tức liền có ít nhất hai người tiến lên nắm lấy cánh tay tôi, xách tôi lên tha tới cạnh chiếc quan tài. Quay đầu nhìn lại, lão Dương cũng vừa bị tóm, còn bị trói gô vứt nằm trèo queo trên mặt đất. Một người đứng sau dùng thắt lưng tôi trói tay tôi lại, đẩy tôi ngã nhào trên đất rồi dí súng vào đầu tôi lúc này tôi mới nhìn rõ bọn họ đây chẳng phải chính là mấy kẻ chúng tôi đụng phải ở quán ven đường gần tây an sao mấy người này sao lại ở đây tôi âm thầm kinh ngạc lẽ nào bọn họ vẫn luôn chú ý đến chúng tôi như lời lão dương nói còn đi theo chúng tôi tới tận đây hỏng bét rồi đây toàn là dân giang hồ rơi vào tay bọn họ chỉ e lành ít giữ nhiều những nơi như thế này quả thực là địa điểm giết người tốt nhất sợ rằng thi thể tới mấy trăm năm cũng chưa được ai phát hiện ra. Mấy người kia trói chặt chúng tôi lại rồi vứt qua một bên, không đánh cũng chẳng giết mà chạy tới đẩy nắp quan tài chúng tôi vừa xem xét. Tôi cùng lão dương liếc qua, cánh tay khô kia vẫn còn vắt vẻo bên ngoài quan tài, không khỏi sám mặt, sợ hãi kêu lên. Các người định làm cái gì thế, bên trong có bánh tông đó. Thả nó ra thì tất cả chúng ta sẽ tiêu hết. Mấy người kia vừa nghe xong, sừng sốt một lúc rồi lập tức cười ầm lên, một tên thanh niên nói bánh tông nào hả mày nhìn thật kỹ xem bên trong là cái gì đi vừa nói vừa dùng sức đẩy nắp quan tài giữa lúc tôi cùng lão dương ở cạnh bên hoảng hồn kêu to nắp quan tài dầm một tiếng đã bị đẩy sang một bên một ông lão gầy gò như nông dân lập tức ngồi dậy trong quan tài tôi vừa nhìn đã muốn chửi thề đó còn không phải là ông chú giả kia sao lão ấy sao lại nằm trong quan tài nhưng lập tức hiểu ra liền thật muốn và cho chính mình mấy cái mẹ nó, rốt cuộc lại để cho kẻ khác sỏ mũi dắt đi. Ông lão đứng lên, đút cánh tay quỷ khô quắt nhăn nheo trắng bệch như người chết kia vào trong túi áo, sau đó nhảy ra khỏi quan tài, đi tới trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn bàn tay lão, móng tay vàng khe, vừa dài lại vừa nhọn, bỗng nhiên nhớ tới một người bạn của ông nội khi tôi còn bé. Ông ấy từng bị bánh tông nắm chân, phải qua hơn chục ngày sau mới khỏe lại, nhưng từ đó về sau chân ông ấy dần dần teo rút lại, hình dạng khô héo, giống y hệt bàn tay của ông chú này. Tôi thầm nghĩ trong bụng, tay của ông chú này bị như vậy còn không phải là do bị bánh tông nắm mà tạo thành sao. Bỗng hối hận vì sao vừa rồi mình không nghĩ đến chuyện này, nếu lúc nãy không bị dọa tới mức ấy thì giờ đây chúng tôi đâu thể dễ dàng bị bắt lại thế này. Ông chú quan sát chúng tôi mấy lần, không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc, dùng ngôn ngữ địa phương nói với người bên cạnh vài câu, mấy người kia nhìn chúng tôi một chút rồi gật đầu, Tôi cho rằng có thể họ muốn gây bất lợi với chúng tôi, cả người không khỏi căng lên đề phòng, không ngờ bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến bọn tôi nữa mà quay sang quay lấy cỗ quan tài. Ông chú kia chuyển sang dùng tiếng phổ thông nói với một người. Ông chủ vương, theo phương vị bát quái mà ông chủ lý nói lúc ấy, chỗ này chính là mạch nước ngầm của lăng mộ, nhưng nơi này lại chẳng có gì, chuyện này là sao? Một gã trung niên mập mạp mệt mỏi ngồi xổm xuống, lấy từ trong người một cuốn sổ ghi chép ra xem rồi nói không sai chính là chỗ này nhất định là sau khi niêm phong lại ngôi mộ họ đã giấu kín lối vào cửa ngầm chắc hẳn vẫn còn ở đâu đó trong này thôi ông chú nhìn chung quanh lại hỏi một người khác cạnh đó trợ lý lương cậu có nghiên cứu về vấn đề này cậu thấy sao người kia đứng lẩn khuất trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ bộ dáng hắn ta chỉ nghe một giọng nói khá trẻ trung vang lên tôi đã xem qua bản đồ của ông chủ lý hẳn là không sai vừa rồi tôi đã xem qua nơi này nếu thực sự có cửa ngầm những chỗ khác không thể có vậy thì nhất định chỉ có thể nằm ở quan sàng phía dưới bọn họ cúi đầu nhìn xuống bộ phận nhô ra bên dưới quan tài đá ông lão dùng báng súng gõ gõ vài cái rồi nói mở ra thế nào đây trợ lý lương suy nghĩ một chút lắc đầu không rõ lắm thử đẩy ra xem ông lão đứng dậy đi tới bên cạnh cậu thanh niên hai người ghé vai vào quan tài dùng sức đẩy mạnh rắc một tiếng, quan tài xê dịch khỏi vị trí một chút, để lộ ra một khe hở tối thui trong quan sàng bên dưới. Những người khác cũng tiến lên giúp đỡ, bọn họ dồn sức đẩy vài cái, chiếc quan tài trống không trượt xuống một nửa, một lối vào rộng khoảng một mét hiện lên trước mắt chúng tôi. Tôi dướn cổ nhìn, bên trong một mảnh tối đen như hũ, dường như có những bậc thềm đá vô cùng dốc dẫn thẳng xuống phía dưới. Tôi ngửi thấy được một thứ mùi kỳ lạ từ phía bên dưới sộc lên, có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nổi đó là gì. Tên thanh niên kia lấy chiếc đèn pin dọi xuống, đang muốn thỏ đầu vào nhìn, lại bị ông chú vươn tay ngăn cản, lão hất cầm về phía tôi rồi dùng thứ tiếng địa phương nói với bọn họ vài câu. Người thanh niên kia gật đầu, bước tới kéo lê tôi về phía mép động rồi cởi trói cho tôi, sau đó đẩy tôi về phía cửa động, ngoắc ngoắc khẩu súng đang chĩa vào đầu tôi, ý bảo tôi xuống trước. Tôi vừa liếc liền nhận ra bọn họ vừa rồi không thủ tiêu chúng tôi ngay là vì nguyên do này đây, con đường hầm ở đây họ chưa từng đi qua, lại sợ có cơ quan nên mới bắt chúng tôi đi trước giò mìn. Nhớ lúc lão Dương tới cầu tôi còn nói chuyến này coi như là đi du lịch, trong lòng nhất thời vô cùng hối hận, tại sao lại nghe lời hắn nói kia chứ, lần này xong đời thật rồi, tầng bên dưới 8 9 phần có cơ quan, coi như chết chắc. Tôi hoạt động cánh tay một lát, thầm nghĩ thôi thì cùng lắm liều mạng với họ, đằng nào cũng chết, nếu bên dưới đường ngầm không có cơ quan thì sau khi dò mìn còn có cơ hội sống sót nhưng chưa chắc lúc nào cũng được may mắn như vậy giờ liều mạng với họ không chừng vẫn còn một con đường sống lúc này lão dương nháy mắt ra hiệu với tôi khẽ nói không có chuyện gì đâu cứ xuống đi tôi bực bội hắn có đi qua đâu mà biết sẽ không có chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc giống như là nắm chắc chín mười phần cũng không đoán ra hắn đang tính toán gì chỉ còn nước cầm theo đèn pin hai tay trống vào bên vách thật cẩn thận đưa chân xuống dò xét Tôi hít một hơi thật sâu, thử dọi đèn pin, phát hiện ra đây là một hành lang gần như thẳng tắp, sâu không thấy đáy, vách đá bốn bề không hiểu vì sao vô cùng ẩm ướt, bàn tay tựa vào có chút trơn trượt. Nhưng phía dưới không có nước, không biết hơi ẩm thấp này từ đâu mà ra nữa. Tôi còn đang mải suy nghĩ, ông chú kia vỗ vỗ đầu tôi, đưa cho tôi một cái còi, nói. Tới đáy rồi nhớ dùng cái còi này thổi vài tiếng, nửa giờ sau không thấy tiếng còi, tôi đây sẽ làm thịt người anh em của cậu. Tôi biết là lão sợ tôi trốn thoát, trong lòng cười khẩy một tiếng, nhận lấy cái còi rồi cúi đầu chui vào trong địa đạo. Loại thềm đá dốc thẳng này vô cùng khó bước đi, lúc người ta làm cũng khá ẩu, bậc mỏng bậc dày, đa số chỉ có thể đặt vừa non nửa bàn chân. Tôi xuống được vài chục bước đã bắt đầu thở dốc, mũi chân bắt đầu đau. ngẩng đầu nhìn lên, cửa đá bên trên đã biến thành một điểm sáng nho nhỏ, bốn bề tối đen như mực, tôi thấy thấp thoáng mấy bóng dáng mơ hồ lay động, rõ ràng là bọn họ vẫn không ngừng quan sát tôi ban đầu tôi còn lo những thềm đá có thể ẩn chứa cơ quan nên mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng nhưng càng hướng xuống dưới tôi phát hiện ra con đường đá xây càng dần càng ẩu hơn mỗi phiến thành từng khối riêng rẽ xây dựng thủ công như vậy chắn chắn không thể ẩn chứa cơ quan được đi thêm một đoạn góc độ đường hầm bắt đầu xuất hiện sự thay đổi bậc thang cũng dễ đi hơn nhiều tôi còn thấy nham thạch trên đường biến thành màu nâu đỏ khi có ánh sáng chiếu tới còn phản xạ lại vô số những tia sáng li ti. Đây có lẽ là đá hoa cương, bên trong có lẫn mica, vô cùng rắn chắc, bọn họ đổi hướng đào hầm có thể là vì muốn tránh tầng đá hoa cương này. Tới đây chắc hẳn đã tiến vào bên trong ngọn núi rồi. Không biết từ lúc nào, bên dưới đường ngầm truyền đến tiếng nước chảy, vòng vo thêm một hồi, tiếng nước chảy vọng lại càng thêm rõ nét, nghe như âm thanh vang dội của vạn mã tung vó, nước nơi đây chắc hẳn chảy rất xiết. Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện ra bản thân cũng đã đi được gần 20 phút, cảm thấy nếu còn đi tiếp, tiếng còi có thể không truyền tới bên trên được nữa, bèn lấy ra thổi vài tiếng. Thanh âm luẩn quẩn truyền đi, rất nhanh, bên trên cũng truyền đến tiếng còi hồi âm. Tôi tiếp tục đi xuống, đoạn đường hầm phía trước khá là rộng rãi, cửa ra liền xuất hiện trong tầm mắt, một luồng gió mạnh đột nhiên ập tới, suýt chút nữa thổi bay cả tôi đi. Tôi chạy xuống thêm vài bước, bên tai bỗng vang lên tiếng nổ ầm. Người đã thoát ra khỏi đường hầm đặt chân lên một bãi bồi, song song với đó, một mạch nước ngầm chảy xiết hiện ra trước mắt tôi. Mạch nước ngầm này ước chừng rộng bằng cả một khoảng sân bóng rổ, chân đá cao tầm chừng hơn 10 thước, hai bên trái phải thông suốt hút ngàn, không biết sẽ dẫn đi tới đâu. Trần sơn động không có thạch nhũ, nhưng đá tảng bốn phía giống như đã trải qua nhiều năm bào mòn, trở nên tròn trịa trơn bóng, tôi nhìn sơ qua kích thước của động này, biết chắc rằng nơi đây không thể do bàn tay con người tạo nên. Dòng nước chảy vô cùng xiết, vừa nãy ở trên tôi đã có thể nghe thấy được âm thanh ào ào nước chảy, bởi lẽ huyệt động nơi đây kết cấu tựa như một chiếc loa phóng thanh, khuếch đại tiếng nước chảy lên gấp bội. Tôi bước ra giữa dòng, nhiệt độ của nước là khá cao, di chuyển có hơi khó, hơn nữa càng đi về phía trước mực nước càng sâu, mới đi mấy bước nước đã dâng gần đến đầu gối, tôi bèn vội vã lùi về. Nơi này chắc hẳn là một nhánh nham mạch, giống hệt như mạch máu trong cơ thể con người, là mạch máu của núi lửa. Tôi nhìn về phía xung quanh, phát hiện hai bên mạch nước ngầm này có khuynh hướng thu lại, độ rộng từ từ giảm bớt, trên vách đá bên bờ trái dòng nước còn răng đầy những giải xích. Đang lúc cảm thấy kỳ quái, người thanh niên kia lặng lẽ từ trong chỗ tối đi ra, dẫm một chân vào trong nước rồi kêu to. Mẹ nó chứ, nước nóng khủng khiếp. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy một người trẻ tuổi khác cũng bước ra sau hắn, người này đeo một cặp kính, nhìn qua có vẻ nho nhã, chắc là vị trợ lý lương kia, lúc hắn đến gần, Tôi mới nhận ra người này cũng đã có chút tuổi tác, không còn trẻ như khi nhìn từ xa. Người thứ ba đi ra là lão Dương, phía sau còn có một người trung niên mập mạp nữa, đi cuối cùng là ông chú, tôi còn cho rằng phía sau chắc hẳn vẫn còn một người nữa, rốt cuộc lại không có ai, trong lòng hơi buồn bực, chẳng phải lúc họ vào núi có mang theo tất cả là năm người sao? Mấy người bọn họ bật hết đèn pin lên, quét qua quét lại quanh dòng nham thạch, trợ lý Lương khẽ thốt lên một tiếng. Tinh vi quá. Thần đạo dẫn tới lăng mộ lại là một mạch nước ngầm, nếu không phải được tận mắt chứng kiến, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tin nổi mất. Người thanh niên kia lội xuống nước bước đi vài bước, nhíu mày quay lại, nói với mấy người kia. "Mẹ nó, nước sâu quá, ông chú, nơi này khó đi, không ổn đâu." Ông lão nhìn thoáng qua ông chủ vương, hỏi: "Ông chủ vương, hiện tại nên đi thế nào đây? Tấm bản đồ bảo bối kia của ông có viết thêm gì không?" Ông chủ vương thầm chửi lão ngu ngốc, nói: trên bản đồ có nhắc đến bọn họ lần trước tới thăm dò lăng mộ, từng đặt hai sợi xích sắt ở dưới nước vậy nên chỉ cần mò được chúng, chúng ta có thể tìm thấy cửa vào địa cung. Rọi hết đèn pin xuống nước, quả nhiên thấy được một sợi xích sắt to bằng cổ tay dưới đáy nước. Ông lão kia kéo nó lên khỏi mặt nước, xem xét một chút rồi kêu lên: Mẹ nó, có thật này! Tên thanh niên đi tới giật thử mấy cái, mãi cũng không thấy nhúc nhích, có chút bất an nhìn thoáng qua phía trước, nói: Ông chú này, loại đường ngập nước này đi sợ không ổn lắm, vừa rồi ông chủ lý chết thê thảm như vậy, nếu giờ gặp lại loại cá đó, chúng ta còn không phải đang tự dâng thịt của mình lên à." Trợ lý Lương nhúng tay vào nước nói: "Không có chuyện đó đâu, nước nơi này nóng như vậy, bên dưới nhất định là nguồn nước nóng, tuyệt đối không có cá, nếu có thì sớm muộn gì cũng bị luộc chín thôi, nhị ma tử anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá." Nhị ma tử nhếch khóe miệng lên, tựa hồ không mấy tin tưởng hỏi lại: thật sao trợ lý lương vỗ vỗ bờ vai hắn toan mở miệng đột nhiên vùng nước sau lưng nhị ma tử sùng sục nổi lên bọt sóng dường như chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã bị hất té xuống nước cả người ướt đẫm tôi bối rối hoảng hốt đem đèn pin chiếu lại chỉ thấy một cột nước lao lên khỏi bề mặt con sông đụng phải trần động rồi mau chóng vỡ ra thành vô số những hạt mưa nóng hổi rơi xuống trợ lý lương sợ đến tái mặt ngồi bệt trong nước phát run lên chẳng biết có lỡ tẻ dầm ra quần không nữa Ông chú kia không hổ là người đã từng trải, vừa đứng lên liền rút súng, quay sang trợ lý lương hỏi to. Con mẹ nó, cái thứ quái quỷ gì đây? Mạch nước ngầm xối xả chảy xiết, nhiệt độ cực cao. Chúng tôi chắc mầm trong nước không có loài sinh vật nào sống sót, không ngờ câu trước câu sau phía dưới đã có cột nước màu vàng đột nhiên phun vọt lên trên, hất hết cả đám vào vùng nước cạn. Trong lúc hỗn loạn, tôi không tài nào thấy rõ nhị ma tử vừa bị cột nước vọt tới hiện giờ ra sao, chỉ nghe thái thúc lớn tiếng hỏi trợ lý lương xem trong nước có thứ gì nhưng người kia vốn đã sợ muốn tẻ ra quần lắp bắp nói không thành tiếng căn bản không thể trả lời ông ta tôi quay đầu nhìn lại chỉ còn thấy một vùng bọt nước nhấp nhô rốt cuộc là thứ gì đang ẩn mình dưới làn nước thì ngay cả hình dáng cũng không xác định nổi cột nước kia phun lên tới trần động được một lúc cũng không thấy có dấu hiệu suy yếu ngược lại càng lúc càng thêm mãnh liệt khiến tôi liên tưởng tới loài cá kình ngoài biển khơi nhưng khe suối này làm sao có thể xuất hiện cá kình, nếu gặp chuyện quái đản đến thế thì tôi cũng đừng mong sống sót. Nhưng ngoại trừ cá kình ra, còn loài vật nào có thể gây ra chấn động lớn tới nhường ấy? Tôi lại nghĩ, có khi nào đó chính là loài cá trong truyền thuyết kia không? Dài hơn 20 mét, đầu to như một chiếc xe tải, là cá hưu sô tê mần trưởng thành. Trong lòng âm thầm oán thán, đầu năm nay Bồ Tát nhắm mắt hay sao mà để yêu ma quỷ quái sổng hết ra đường thế này, cái đấu này chỉ e cả đám không đủ sức mà đổ thôi. Lúc này nhị ma tử đột nhiên chới với nổi lên trên mặt nước, không biết vì sao toàn thân hắn đỏ phừng phừng, mới đi vài bước đã ngã quỵ trong nước, sau đó không thấy nhúc nhích gì nữa. Thái thúc không biết chuyện gì đã xảy ra, hung hăng đá tôi mấy cú, kêu tôi đi kéo hắn về. Tôi âm thầm rủa xả lão là cái đồ rách việc, ngặt nỗi sau lưng còn có súng chĩa nên đành ngậm ngùi nhảy vào giữa đám bọt nước cột nước phun lên tới đỉnh rồi thi nhau chút xuống như mưa. Tôi bị nước đó bắn vào, lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Nước này nóng như đã được đun sôi, dính vào người lập tức nổi mụn nước, trong lúc vội vã tôi chỉ biết kéo quần áo che chắn, tay còn lại quơ quơ tìm nhị ma tử. Nhưng khi vừa đụng vào người nhị ma tử, cơn bỏng rát khiến tôi vội rụt tay lại, trong lòng hoảng sợ, mẹ nó, tên này bị luộc chín như hết cứu nổi rồi. Lúc này bỗng vang lên một tiếng nổ thật lớn, từ chỗ cột nước phun ra một luồng khí màu vàng, tôi vừa nhìn đã cảm thấy có điểm bất thường. Mẹ nó cái thứ này tuyệt đối không phải là cá, thông thường bất cứ loài sinh vật nào sống trong nước nóng cỡ này thì sớm muộn cũng bị luộc thành canh. Lão Dương hướng về phía tôi hét lớn, con mẹ nó, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau lặn xuống nước đi. Đây là lúc suối nước nóng phun cách quáng, bỏng chết người không đền mạng đâu. Cột nước này càng lúc càng lớn, những giọt nước nóng bỏng bắt đầu ào ào chút xuống như mưa. Tôi vội vàng lặn xuống con sông ngầm, mấy người còn lại bị nước mưa hắt bỏng không ngừng kêu la như heo bị chọc tiết, thấy tôi lặn xuống nước cũng vội vàng lặn xuống theo. Suối nước nóng nhanh chóng hòa vào với mạch nước ngầm, nhiệt độ nước sông cũng tăng lên rất nhanh, một mạch lặn xuống cảm giác như rơi vào nồi cát nóng bỏng, toàn thân như bị thiêu đốt. Tôi bơi được vài mét mới thỏ đầu ra, quay lại nhìn thì thấy nước sông xung quanh đã bắt đầu sôi lên sùng sục, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa, dường như cả mặt sông cũng bắt đầu bốc hơi nước ngùn ngụt, nếu không mau mau tìm chỗ cao mà leo lên, không khéo đời tôi cũng kết thúc y như nhị ma tử mất. Lúc này muốn quay lại quãng đường hầm lúc vào là chuyện không tưởng, nhiệt độ nước phía bên kia cực cao, tưởng như sắp sôi lên sùng sục rồi, chỉ có một đường là trôi xuôi theo dòng nước. Tôi nhìn hướng nước chảy, trong lòng hối hận, lúc xuống nước lẽ ra nên đi ngược dòng, như vậy dòng chảy sẽ đẩy luồng nước nóng xuôi xuống. Bây giờ chúng tôi lại xuôi cùng luồng nước nóng, thân chìm trong nước mà đòi bơi nhanh hơn nước, quả đúng là chuyện nực cười. Nhưng chuyện đã tới nước này, cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại ngồi yên chờ chết hay sao? Tôi gọi lão Dương, sau đó bơi lên phía trước dẫn đầu, mấy người phía sau thấy vậy cũng tự động bơi theo tôi. Nương theo dòng chảy, trong chốc lát tôi đã bơi được mấy trăm mét, cho đến khi cảm thấy nhiệt độ của nước đã ổn định trở lại thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay đầu bơi ngửa, đồng thời lấy đèn pin ra chiếu một vòng, chỉ thấy lão dương hướng về phía tôi liều mạng ngoắc tay, la lớn. Mau dừng lại, đằng trước. Lời còn chưa dứt, bỗng hắn đột một đụng phải thứ gì, miệng đè vào trong nước, mấy chữ sau tôi không sao nghe được. Cùng lúc đó, tôi chợt nghe tiếng nước đổ ào ào, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa có một đám bọt nước đang nổi lên ủng ụp, chắc chắn ở đó phải có một triển dốc đứng. Dòng nước màu vàng chảy xuôi theo triền dốc, phía dưới vách đá truyền về tiếng thác đổ ào ào như sấm rội, đây nhất định phải là một thác nước cực lớn. Tôi tức khắc ngây ra, tiêu rồi, giờ mình lao đầu xuống dưới mà được chết toàn thây mới là lạ. Đúng lúc đó lão dương lại thò đầu ra, la lớn. Mau giặt sang bên, nghe thế tôi mới bừng tỉnh, vội vàng bơi tạt vào mép nước, dùng sức bám trụ vách động, thân thể bị dòng nước cuốn đi khoảng 3-4 mét mới dừng lại. Tôi vừa định thả lỏng một hơi, đột nhiên lại bị trợ lý lương vừa giấy ruộng vừa thất thanh kêu cứu xô mạnh một cái, khiến tôi tuột tay, hai người cứ thế víu lấy nhau thành một cục trong làn nước xiết. Lúc tôi thò được đầu ra khỏi mặt nước thì đã trôi gần tới thác, nhất thời không nghĩ được cách nào ứng phó cũng không đủ thời gian, tôi theo bản năng quơ quào loạn xả hai tay, đột nhiên lại tóm được một đoạn xích sắt. Tôi cắn răng túm chặt lấy sợi xích, rốt cuộc thân thể cũng dừng lại trước thác nước, hai chân mấp mé bên bờ vực thẳm, phía dưới tiếng nước đổ ào ào, tối đen như hũ nút, không biết là sâu đến đâu. Tôi còn đang mừng thầm vì mình lớn mạng, nào ngờ bên dưới đột nhiên có người hẩy hẩy chân tôi. Tôi lấy đèn pin chiếu lại, thì ra trợ lý lương cũng đang ôm cứng lấy một sợi xích sắt khác và chân tôi thì đang dẫm lên chốc đầu hắn. Tôi dùng sức đạp mấy cái, gạt hắn qua một bên, đưa tay mò mẫm xung quanh, phát hiện dưới làn nước răng rất nhiều xích sắt, đan sen lẫn nhau, tạo thành một hàng lan can ngăn lại mọi thứ trôi từ thượng du xuống. Có điều hiện giờ một vài đoạn xích đã bị đứt gấy, treo lơ lửng trước ngọn thác, trên bề mặt hàng, lan can, đã xuất hiện không ít lỗ hổng. Lúc này Lão Dương đã trôi đến chỗ tôi, tôi liền túm lấy tay hắn, kéo hắn lại gần, cùng lúc đó thái thúc với Lão Mập ở đầu bên kia cũng bắt được một đoạn xích sắt và dừng lại. Thi thể nhị ma tử trôi qua bên người chúng tôi, đến khi đụng phải xích sắt thì khựng lại rồi mắc kẹt giữa hai sợi xích lão dương liền đưa tay qua mò mẫm rồi lấy hết mấy khẩu súng rắt trên thắt lưng hắn tôi thấy hắn lấy được súng liền gắng gượng vươn tay ra khỏi mặt nước nhắm bắn thái thúc vội vàng giữ hắn lại mà mắng con mẹ nó cậu đang nghĩ cái quái gì thế nòng súng dính nước cậu muốn cướp cỏ hay sao lão dương gào lên không nhân lúc này mà bắn bỏ bọn họ cậu nghĩ sau này chúng ta còn có cơ hội chắc tôi kéo hắn lại lần nữa hét lớn bây giờ cậu còn tâm trí nghĩ mấy chuyện này sao, mau nhìn đằng trước đi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hơi nước bốc lên ngùn ngụt, thì ra luồng nước sôi đã đuổi tới nơi. Luồng nước này dù đã trải qua vài trăm mét cũng không thấy hạ nhiệt độ là bao, tôi ở cách đó hơn 10 mét cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào người. Lão Dương thấy luồng nước ấy, khóc dòng nói, con mẹ nó, xưa nay mình vẫn khoái ăn lẩu dê, sao, không ngờ hôm nay chính mình cũng bị đem đi làm lẩu tôi không muốn chết dễ dàng như thế, gấp gáp tới độ cắn chặt răng, thầm nghĩ mình phải làm gì bây giờ. Cơ hội để sinh tồn duy nhất hiện giờ chính là từ thác nước lao xuống, nhưng phía dưới là cái gì tôi cũng không rõ nữa. Nếu thác quá cao thì chẳng khác gì đi nhảy lầu cả. Trợ lý lương treo lơ lửng bên dưới tôi đột nhiên lên tiếng. Tôi có cách này. Tôi hỏi, cách gì? Nói mau. Trước hết cậu cứ kéo tôi lên cái đã. Trợ lý lương kêu to, kéo tôi lên rồi tôi mới nói cho cậu biết được, nếu không thì cả hai chết chung. Tôi vội vàng đưa tay xuống kéo hắn lên, tay kia túm lấy cổ áo hắn. Nói mau, hắn túm chặt lấy sợi xích sắt, thoáng thấy dòng nước sôi sục đang ào ào xô tới, bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Lớp nước nóng nổi lên trên tầng nước lạnh, chúng ta chỉ cần lặn sâu xuống dưới chờ cho dòng nước nóng trôi qua là được, nếu có thể nín thở suốt quãng thời gian đó thì vẫn còn một con đường sống. Nghe thế tôi cũng không rảnh suy tính xem phương án này có khả thi không, nhanh chóng rúi hắn xuống, sau đó chính mình cũng lặn sâu vào nước, kéo theo cả sợi xích sắt. Con sông ngầm này trông vậy mà khá sâu, tôi lặn xuống được chừng 2 mét thì cảm giác nhiệt độ xung quanh đã giảm đi rất nhiều, lập tức ngưng thần tĩnh khí, chờ cho dòng nước nóng phía trên trôi đi. Đúng lúc này, tay tôi đột một đụng trúng vật gì đó, giống như có thứ gì vướng vào xích sắt. Tôi bèn lấy đèn pin dọi thử, đột nhiên trông thấy phía sau sợi xích sắt nhô ra một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn khiến tôi sợ đến ná thở, suýt chút nữa đã hít luôn cả nước vào trong phổi. Xích sắt dưới nước quấn quanh một thi thể nát giữa, thịt trên người đã tã ra hết, hai hốc mắt trống rỗng chừng chừng nhìn thẳng vào tôi, trông hết sức dữ tợn. Tôi quan sát kỹ hơn, phát hiện trên người anh ta mặc trang phục leo núi mùa đông, sau lưng còn đeo theo một chiếc ba lô. Thì ra người này là khách du lịch, nhưng sao lại trôi tới tận đây? tôi ngậm đèn pin vào miệng đây là loại đèn pin chuyên dụng cho người leo núi trên tay cầm có linh kiện giúp người dùng điều khiển đèn bằng các bộ phận khác trên cơ thể lục lọi người anh ta một lúc chợt phát hiện ra mấy cây bút vẽ tả thực tiếp tục mở cái ba lô bị mắc vào hàng rào xích sắt bên trong còn có khung vẽ cùng rất nhiều tuyếp thuốc màu tôi chợt hiểu ra người này hẳn là một trong những sinh viên vào núi vẽ cây cối phong cảnh rồi mất tích mấy năm trước mà tay hướng dẫn viên du lịch có nhắc tới lúc ở trên xe thi thể có lẽ là trôi từ vùng thượng du xuống, sau đó mắc kẹt lại đây. Đầu nguồn con sông hẳn là lộ ra khỏi mặt đất, số anh ta cũng thật đen đủi, không dừng lại chết ở nơi này. Tôi ra sức lục lọi đồ vật bên trong, tuy không có thứ gì đặc biệt hữu dụng, nhưng dù sao cái ba lô của mình cũng vừa mất, có còn hơn không, bèn lấy nó đeo lên lưng. Lúc này, nước sông bốn phía đã nóng dần lên, toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy đau rát, bèn cắn chặt răng tiếp tục lặn sâu xuống làn nước nóng bỏng thoáng chốc đã vây chặt lấy tôi, trong vài giây ngắn ngủi tôi lập tức ý thức được cách làm kia của trợ lý lương căn bản không khả thi. Lượng nước sôi quá lớn, nếu không lặn sẽ chín như người thì lặn xuống chỉ ít cũng phải chín đến bảy phần. Lão Dương khi nãy cũng lặn xuống cùng tôi, lúc này đã bỏng tới phát cuồng, co chân đá tôi một cú, chỉ chỉ về phía thác nước đằng kia, ý nói có lặn sâu trong nước cũng vô ích thôi, chỉ bằng cứ nhảy quét xuống đi cho thống khoái. Tôi nhìn thoáng qua thi thể, trong lòng tự nhủ. Người anh em, tôi sắp xuống với cậu ngay đây. Thế rồi một dòng nước sôi đột ngột xô tới, tôi cắn răng một cái, buông tay ra, theo dòng nước xiết trôi thẳng xuống triển dốc.